Cập nhật phần mềm thất bại này, đã xảy ra lỗi trong khi tải iOS 18.4 về này. iOS 18.4 đã có phiên bản chính thức trên điện thoại iPhone được vài ngày rồi. Thì những bạn nào đang muốn cập nhật lên phiên bản iOS 18.4 mà các bạn có cái câu thông báo khi các bạn cập nhật là đã xảy ra lỗi khi các bạn tải về không cập nhật được ý, các bạn cùng mình tham khảo trong video này nhé. Phiên bản iOS 18.4 đã có bản chính thức cách đây mấy ngày. Thì bây giờ mình cùng các bạn cập nhật cái phiên bản iOS 18.4 này nhé. Trước tiên thì vào phần cài đặt chung này. Tiếp theo này, các bạn chọn một cài đặt chung này. Tại đây nhé, thì các bạn sẽ chọn là cập nhật phần mềm. Rồi, các bạn chọn là cập nhật ngay bây giờ. Các bạn sẽ nhấn cái mật mã của điện thoại vào. Đó, khi mình nhấn cập nhật phần mềm ấy thì sẽ có cái câu thông báo là cập nhật phần mềm thất bại, đã xảy ra lỗi trong khi tải iOS 18.4 về. Đấy, thì cái này thì mình cũng đã kiểm tra nhé. Mình cũng đã kiểm tra cái phần là dung lượng iPhone này. Đấy, dung lượng iPhone của mình hiện tại thì còn trống khá là nhiều, chứ không phải là hết dung lượng nhé. Phiên bản kia chỉ rơi vào khoảng 28. Thì đây mình còn tận 28GB nữa cơ mà. Đó, còn rất là nhiều nhé. Và trong cái phần là quản lý VPN và thiết bị này, mình cũng không thêm một cái cấu hình nào vào. Đấy, hiện tại thì không có cấu hình nào. Đấy, thì những bạn nào mà gặp phải vấn đề cập nhật cái phiên bản iOS 18.4 này mà nó không cập nhật được và nó báo là có lỗi khi tải về nhé, thì các bạn hãy comment phía dưới phần bình luận video giúp mình nhé. Rồi, những bạn nào mà cập nhật phiên bản iOS 18.4 mà máy báo là không cập nhật được cái phiên bản iOS 18.4 đó, thì các bạn hãy comment xuống phía dưới trong video này của mình nhé.